Hoa hậu Đỗ Thị Hà mắc COVID-19, phải ở lại Mỹ. Hoa hậu Đỗ Thị Hà vừa bất ngờ thông báo cô bị mắc COVID-19 sau khi đi test PCR tại Mỹ, do đó cô không thể trở về Việt Nam như dự kiến. Ngày 23 tháng 12, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ, trong lần xét nghiệm PCR gần nhất, cô có kết quả dương tính với nCoV, vì thế Hoa hậu Việt Nam 2020 phải tiếp tục ở lại Mỹ để điều trị. Đáng lẽ ra bây giờ Hà đang trên chuyến bay về Việt Nam, gặp lại bạn bè và gia đình sau một quãng thời gian dài, nhưng chuyện không may đã xảy đến. Hà phải ở lại Mỹ cho đến khi khỏe mạnh để trở về Việt Nam. Hà vẫn lạc quan để điều trị. Hoa hậu sinh năm 2001 cho biết người đẹp không biết nguồn lây nhưng đoán mình có thể ủ bệnh trong quá trình tiếp xúc với thí sinh và ban tổ chức nhiễm nCoV tại Miss World ở Puerto Rico. Hoa hậu Đỗ Thị Hà từng tiếp xúc gần với Sienna Evans, thí sinh Bahamas, người sau này phát hiện dương tính nCoV. Lúc tổng duyệt chương trình, cả hai đứng cạnh nhau nên hay trêu đùa và ôm hôn. Trước đó ngày 18 tháng 12 giờ Việt Nam, Đỗ Thị Hà xét nghiệm âm tính với nCoV. Cô rời khỏi Puerto Rico sang Mỹ trong tình trạng sức khỏe an toàn. Với Đỗ Thị Hà, hành trình một tháng qua tại Puerto Rico là quãng thời gian đáng nhớ trong đời. Nàng hậu lần đầu xuất ngoại tham gia một trong hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới và được trải nghiệm những điều mới. Người đẹp đang tự chữa trị tại nhà người quen, sức khỏe bình thường, không có triệu chứng bệnh. Trước đó, cô phát hiện nhiễm nCoV khi đi xét nghiệm PCR để bay về nước ngày 22 tháng 12. Dù đang điều trị bệnh nhưng cô lạc quan, không lo lắng hay hoang mang. Đỗ Thị Hà sẽ ở lại Mỹ cho đến khi khỏi bệnh, sau đó tìm chuyến bay khác về nước. Hôm 16 tháng 12 giờ Việt, vài giờ trước chung kết, ban tổ chức thông báo hoãn cuộc thi vì nhiều thí sinh nhân viên mắc COVID-19. Quyết định hủy sự kiện được bà Julia Morley đưa ra sau những cuộc họp gấp với các chuyên gia sức khỏe, cơ quan y tế của Puerto Rico đánh giá nguy cơ lây lan virus ở phòng thay đồ của các thí sinh và trên sân khấu là rất cao. Miss World 2021 năm nay trở thành ổ dịch khi phát hiện 17 ca mắc COVID-19, gồm thí sinh và nhân viên.